Em muốn xin một cái lời khuyên là làm sao mình có thể đưa ra một cái quyết định cách nhanh chóng và nó có thể chính xác. Đúng là trong rất nhiều trường hợp ra quyết định các bạn chúng ta dựa vào giả định, đúng không ạ? Mà giả định thì cuối cùng nó có thể đúng hoặc sai, nó dẫn đến là đôi khi cuối cùng ngay cả khi em làm tất cả mọi thứ thì cái quyết định đó nó vẫn có thể là sai. Thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế rằng là quyết định nó có thể đúng hoặc sai. Các bạn đừng bao giờ mong chờ là tôi sẽ không bao giờ quyết định sai, để rồi giả sử bị sai bắt đầu bị ảnh hưởng tiêu cực. Và đó là cái yếu tố quan trọng nhất, đúng không ạ? Làm sao để quyết định đúng. Nếu chúng ta có đủ một cái mức độ flexible nhất định, cho dù chuyện gì nó có diễn ra tiếp theo thì chúng ta vẫn có khả năng handle được nó. Thì với cái suy nghĩ như thế, anh cho rằng là những cái quyết định nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cho em. Em đã sẵn sàng với mọi thứ rồi. Nếu em không đủ flexible thì em gần như em sẽ cảm thấy là nó cũng rất là nghiêm trọng cả, và em cảm thấy nó khó. Mà giả sử mà nói là mình quyết định sai thì mình nên luôn nghĩ đến cả cái backup plan, ngay cả khi thời điểm đó chưa cần thiết phải nghĩ đến nó.